Ui, cái này là mẫu của mình này nha. Ôi, omen, bio. Khủng mày ơi. Ồ, các bạn ơi, coi này. Wow. Hey, hello, xin chào các bạn. Giờ Đường đang đi ra điểm câu chuẩn bị câu cá ha. Ở ngoài kia có một thằng nào đang câu ở ngoài lái nữa các bạn. Sẽ đi ra ngoài thôi. Người đang câu cá ở đó nè. À, thì ra là anh Bi. Thằng Bi. Đó, mình sẽ dừng đây móc lỗ đây các bạn. Qua đây nó rất là quang. Trời rất là nhiều cỏ rậm ra. À, sẽ qua đây móc lỗ thôi ha. Rồi xin chào các bạn nha. Quá trời đẹp rồi. Mà xong cái rồi đó các bạn. Rồi lên bờ các bạn. Con rô tiếp theo của mình nha. Wow, bạn nhìn thấy nó đã ghê chưa. Quá trời đã nha. Hello các bạn, giờ được đang đến điểm câu, đang mới giải thức ăn xuống nhữ nè các bạn. Để quay cho anh em và để tăng độ sáng lên. Nó thấy cá nó lỡ năng đó. Ở bên đây cũng vậy nữa nè. Bạn thấy có cá lỡ năng ha, được mới chỉnh độ sáng lên cho nó dễ coi. Thấy có cá rô lỡ các bạn. Cá rô lỡ ăn thức ăn 40 độ đàm, mình vừa ngâm xong vừa giải. Đó. Nãy giờ khoảng 5 phút rồi. Nhưng mà đừng quên một vế tuốt ngoài xe, ngoài nhà anh em đi ngoài lấy. Rồi, xin chào mọi người nha. Giờ được chuẩn bị ấy ra cần ra, chuẩn bị ra cần thử là sao nha. Quá trời cá rồi. Nước hiện tại đang lớn nữa nha các bạn. Nước đang lớn. Rất là thuận lợi để cho mình câu. Các bạn. Nó xuống con đầu tiên mà không thuận lợi, con thứ hai của mình nha. Nó lâu rồi. Wow, con giới thứ hai của mình đã đem lại cho mình một con cá rô đầu tiên. Mở hàng con rô đầu tiên của mình nha. Rồi được sẽ đỡ thôi mà sẽ quay tiếp cho mọi người xem tiếp. Con cá rô đầu tiên của mình trông có vẻ như nó không to lắm nhưng mà cũng được ha. Rồi sẽ xuống ngồi lại các bạn. Em chuẩn bị tinh thần nha, mình thấy có vẻ như là cá nó còn ở đây dữ lắm nha. Ồ, năng bên đó nó táp kìa. Đó bên kia, đó, đó. Lúc. Ôi giời. Cái gì? Xuống lại thôi, không lẽ con cá nãy là con nhỏ các bạn. Lúc rồi. Lúc kỳ. Kỳ với Ben. Kỳ vậy ta. Đây là một ngày không may của mình rồi đấy.
Rồi, lên hàng con thứ hai. Trời ơi, nãy giờ chặt nắt hoài. Làm sẽ gỡ thôi nha các bạn. Cáp nữa đâu vậy? Bạn coi nha, nó đâu rồi? Nó gịch lúc đêm vu ha. Ăn bị thằng nha, nó ăn kìa. Thế là ngon. Mình chưa biết xác định là con cá gì nha. Cá đồ. Rồi con tiếp theo mình sẽ gỡ thôi. Rồi nó táp luôn nè. Trời ơi nhỏ xíu. Có thể xuống táp luôn nha mọi người. Rồi sẽ gỡ nữa thôi. Bắt không bi, thả. Trời ơi, tắt mắt quá vậy, lúc vào. Ta cá nhỏ nó rỉ vậy kỳ bạn. Lâu thừa rồi, nó giật không dính với cái đào hết trời. Rồi, chiếc này dính. Ôi, oh man. Rồi, đây con cá đô bự nhất nãy giờ mình dính được nha các bạn. Wow, ôi. Rồi, sẽ gỡ thôi. Lâu từ từ luôn. Không biết có em nào lâu nó đâu, lâu này. Dính. Rồi, oh man, thả xuống giật lên vậy mới đã các bạn. Cá này nó không có bự gì mấy, chỉ vừa thôi nha. Táp thôi bự. Mình biết rồi. Cá lâu bạn. Ô nó nhẹ. Cầm lử sao nó nhẹ rồi. Lúc đi. Đổ vào lỗ này lại các bạn. Trời ơi ăn gì mà lúc không biết cá con hay sao kỳ á mà lâu giật chật lắc hoài. Mình câu dở. Lúc. Wow man, ui, mới thấy à, gì mới được chứ. Đây là con mình cần tìm kiếm nãy giờ nữa đây không mời các bạn. Đợi gì mới đã chứ. Rồi, sẽ gỡ thôi. Nước đang lớn đục ngào mà, quá đã. Bạn mình đang canh cá tiếp nha. Không biết tình hình như thế nào ha. Đó, bộ đây nè. Đang vẽ. Đang vẽ cái phao của mình. Chơi kỳ thế. Đó các bạn.
lâu rồi đó, lâu rồi đó, kỳ gì. Lúc chặt lắc hoài. Chưa gì kỳ thấy xuống táp, thấy xuống táp mà giật lên nghe là sao bạn? Nãy giờ chưa thấy con cá chê nào lên bờ nghe các bạn. Lòng là mình nãy cũng đang trong dính một con cá chơi thử nha. Trời. Wow man. Rồi, lên bờ con cá rô tiếp theo của mình nha các bạn ơi. Do không kịp bén nó luôn nè, không kịp thôi quay khúc xuống ngồi cho các bạn xem đó, sẽ gỡ thôi nha con tiếp theo nha. Cá rô tiếp theo, cá đang ghẻ các bạn, lúc vẽ chạy đi đâu mày. Cá rô tiếp tục, trời ơi con này nhỏ. Cá bự không gài mình bắt hết hay sao các bạn, cá từng lễ mình mới xuống lại câu lại và hôm nay dính cá lứa lứa không này. Sẽ gỡ thả ha, nhỏ quá. Thấy gì chưa, thấy gì chưa, thấy gì chưa, gỡ câu dữ ẹt rồi nãy giờ ở lẹ đi không qua không thôi, thôi đưa anh gỡ cho quên, mày gỡ hư lử, hư lử nè ăn đi. Giờ mày ăn thử được không, ăn được đi thôi. Khơ khơ hoài tối ngày tào lao tặc sàm là giỏi, câu cá thì dở ẹt. Rồi mình sẽ gửi thôi, sao vậy sao em ngu rồi. Ơi nhà nó bị heo luôn. Mình bơi mày hả bưởi. Rồi thì sẽ gỡ thôi nha các bạn, bắt đầu tiếp theo nha. Cạn cái gì ta, mấy con heo nuôi không cho ăn trơn lây chở trơn gì hư cái cây xài. Lúc hả mày, lúc hả mày, thấy chưa, thấy chưa, lên bờ con cá rô tiếp theo thôi. Tôi bắt con rô ngoài cho mày coi nè, đó nó ghĩa thấy không, rô bạn nó bị cạn, nó bị cạn. Thôi chán là biến lên rồi đứng đây câu nè. Đi, bây giờ nè. Lúc hả? Rồi. Rồi nó bạn nhìn thôi nè, có em nó nằm ghê. Thì ghê chưa, đang cảnh đó.
Wow, men thiệt chứ. Quá đã nha các bạn. Sớm tới giờ, nãy là dính cá nhỏ nhỏ không à, tới giờ mới dính được cá lớn rồi các bạn. Oh. Rồi mình sẽ gỡ thôi nhé. Rồi hello các bạn, nhờ được chuẩn bị dài ha. Thành quả bữa câu hôm nay cũng nhiều cá nè các bạn. Để người cho mọi người xem nha. Là bữa câu hôm nay nha. Nó cái đồ bành bành ngốc luôn. Ủa có mấy con xứng đáng. Xứng đáng. Nè các bạn, đây nè. Oh man, thì nó sức đã. Rồi xin chào các bạn nhé, được chuẩn bị về thôi, các mong rằng các bạn sẽ yêu mến kênh nhiều hơn và sẽ biết được góc đăng ký để ủng hộ được nhé. Xin chào mọi người.